Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Luna đây. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho mọi người một tin cực kỳ là vui cho những ai là fan của phim E nhỏ lớp trưởng. Chắc là mình sẽ không cần phải nói dài dòng thêm nữa thì mọi người cũng đã rõ rồi. Thời gian trước, cách đây mấy hôm thì đa số là tất cả những diễn viên sẽ tham gia vào phần 3 của phim E nhỏ lớp trưởng đều đã nhận được kịch bản phần 3 phim E nhỏ lớp trưởng. Thật sự là rất là vui mọi người ạ. Và bật mí với mọi người là sẽ ở phần 3 này sẽ có rất là nhiều thứ thú vị mà mọi người không thể nào đoán trước được đâu. Ngay cả mình khi mà mình đọc được mình cũng không thể đoán được là ở diễn biến tiếp theo nó sẽ là như thế nào. Nên là mơ đi, đừng có ngồi mà đoán đó nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đếm ngược và đợi đến ngày để có thể được bấm máy. Và chờ đợi được đến ngày mà chúng ta sẽ lại được gặp nhau trên cái màn hình điện thoại hay tivi tùy vào mọi người coi. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi đọc kịch bản tiếp đây. Thật ra thì lần trước tôi mới chỉ đọc sơ sơ qua thôi mọi người ạ, nên bây giờ tôi sẽ phải đọc qua thật là nhiều để cho nó ngấm vào được, để sắp tới diễn sao thật là hay cho mọi người coi nhé. Còn bây giờ thì bye bye.